Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh XC Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong biên chế của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, lớp tàu DN2000 do nhà máy sông Thu Z189 chế tạo theo thiết kế của tập đoàn Damen Hà Lan là lớp tàu hiện đại nhất. Tàu có chiều dài 90,5m, chiều rộng 14m, độ mướn nước tối đa 4m, lượng chiếm nước khoảng 2.400 tấn, tầm hoạt động 15 hải lý trên giờ kiếp tàu 30 người, kiếp cứu nạn 40 người. Điểm đặc biệt là tàu có khả năng hoạt động ở cấp không hạn chế, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động là 5.000 hải lý. Bên cạnh đó, tàu có sân đỗ dành cho máy bay trực thăng hạng trung tới 14 tấn. Hai bên tàu bố trí hai xuồng cao tốc cực kỳ hiện đại. Trang bị vũ khí gồm hai pháo 23mm và hai súng 14,5mm hai vòi rồng tầm phóng 150 đến 200 mét. Mọi hoạt động của tàu đều được điều khiển bằng hệ thống tự động. Tàu có hệ thống nhận dạng các tàu trong và ngoài nước đăng ký hoạt động ở vùng biển Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam có bốn tàu loại này là các tàu mang số hiệu 8001, 8002, 8004 và 8005. Trước những diễn biến phức tạp tại cụm sinh tồn, khi Trung Quốc neo đậu hàng trăm tàu cá tại khu vực đá Ba Đầu. Theo dữ liệu hệ thống nhận dạng tự động AIS, tàu cảnh sát biển 8001 đã hiện diện ở khu vực đảo Sinh Tồn Đông ít nhất từ ngày 5 tháng 3 năm 2021, cách vị trí của nhóm tàu Trung Quốc khoảng hơn 7 hải lý. Cũng theo dữ liệu AIS, bên cạnh tàu cảnh sát biển 8001 vẫn tiếp tục hiện diện tại khu vực phía Tây, đảo Sinh Tồn Đông. Tàu cảnh sát biển mang số hiệu 8002 cũng đã di chuyển tới quần đảo Trường Sa, từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 và neo gần khu vực đảo Nam Yết từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4, cách đá ba đầu khoảng 18 hải lý. Liên quan tình hình đá ba đầu, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, tàu tuần tra BRP Capra của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã tiến hành tuần tra trái phép tại khu vực Bãi Ba Đầu và đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo đó, BRP Capra đã có mặt tại khu vực phía nam bãi ba đầu từ dạng sáng ngày 13 tháng 4 năm 2021 và rời khỏi khu vực bãi ngầm này vào khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 4 để di chuyển về khu vực đảo Thị tứ mà Philippines chiếm đóng trái phép từ đầu thập niên 1970. BRP Capra sau đó đã neo tại khu vực phía tây đảo Thị tứ từ 15 giờ ngày 13 tháng 4. Đến 22 giờ ngày 14 tháng 4 thì di chuyển quay trở lại bãi Ba Đầu. Tàu tuần tra của Philippines tiếp tục hoạt động tại khu vực phía nam bãi Ba Đầu từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 15 tháng 4 trước khi di chuyển trở về đất liền. Cũng trong ngày 15 tháng 4, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã công bố các hình ảnh tàu tuần tra áp sát các tàu Trung Quốc tại bãi Ba Đầu. Các bức ảnh được công bố cho thấy các cano của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã tiếp cận khá gần nhóm 6 tàu Trung Quốc, trong đó có một tàu hải cảnh đóng bè tại khu vực đá Ba Đầu. Về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 4 năm 2021, Hoa Kỳ đã bàn giao một trung tâm huấn luyện, một xưởng duy tu, bảo trì và một cơ sở hạ tầng cảng cho cảnh sát biển Việt Nam. Cả ba hạng mục vừa nêu nằm trong một dự án lớn do phía Mỹ tài trợ. Buổi lễ bàn giao được tiến hành tại tỉnh Khánh Hòa với sự hiện diện của bà Mary C. Damour, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho chính phủ Mỹ và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Theo ông Sơn, những cơ sở mới được bàn giao giúp Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển. Đây là một mốc quan trọng nữa trong mối quan hệ ngày càng thắt chặt hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2021, trong tuần vừa rồi tại thành phố Quy Nhơn, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng và Cục phòng chống ma túy và thực thi Pháp luật quốc tế Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tài trợ khóa tập huấn trực tuyến về sử dụng công cụ Sea Vision cho các cơ quan hàng hải khác nhau, gồm Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ các tỉnh, thành phố, các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tổng cục thủy sản và Cục kiểm ngư. Theo lời giới thiệu, SeaVision là một công cụ dựa trên trang web về nhận biết tình hình trên biển, nhằm giúp các cơ quan hàng hải tạo thuận lợi cho thương mại, đấu tranh chống buôn lậu, chống đánh bắt cá trái phép, thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, gìn giữ môi trường và bảo vệ chủ quyền quốc gia. SeaVision do Bộ Giao thông Hoa Kỳ phát triển và hiện đang được sử dụng bởi nhiều quốc gia, trong đó có các nước thành viên ASEAN như Philippines, Malaysia, và Indonesia. Bằng các hoạt động này, Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của mình đối với an ninh và an toàn hàng hải của Việt Nam qua việc cung cấp đào tạo, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.